Nhạy cảm bằng với phá sản đấy các anh chị ạ. Khi mình nổi thì nhạy cảm, nghĩa là sếp mắng mình một câu thôi, cảm thấy như trời sụp. Ai đó chê mình một hai câu thôi, cảm thấy như là trời sụp đến nơi rồi ấy, cảm thấy chết đến nơi rồi ấy, cảm thấy ngột ngạt và khó thở, cảm thấy mình không bước qua được cái ngưỡng cửa đó. Những người đấy gọi là những người quá nhạy cảm. Và nhạy cảm thì chẳng bao giờ có cái kết quả gì trong cuộc đời này cả. Mình đi làm người khác nói động chạm đến mình là điều đương nhiên. Bao nhiêu anh chị đồng ý với cô Lanh điều đấy? Mình làm sao mình có thể làm tốt ngay từ thời điểm ban đầu? Và họ nói động chạm đến mình là điều đương nhiên. Nhưng có những người thì không vượt qua được điều đấy, cảm thấy uất ức, cảm thấy khó chịu, hậm hực và muốn từ bỏ cái chỗ làm đấy. Đi tìm một chỗ khác thì y chang như vậy thôi, chẳng có khác gì cả. Bởi vì tầm bạn chỉ như vậy thôi. Mà nói rằng bố mẹ mình còn không dám chửi mình, mà tại sao ông sếp này ông ấy dám chửi mình? Quá là nhạy cảm luôn. Cái mặt không đủ dày để làm một cái gì đó lớn lao. Nhưng nếu như mà mình có một cái tầm nhìn tích cực tương lai thì cái bãi phân chó đấy mình nhảy phát qua. Còn nếu mình không có một tầm nhìn tích cực tương lai thì cái bãi phân chó đấy mình cứ hít hà ngồi đấy mà ngửi với cái cảm giác khổ sở mãi. Bởi vì không có một cái tầm nhìn tích cực tương lai để mà nhảy qua nó mà cảm thấy tổn thương quá còn gì nữa. Đúng không ạ? Các anh chị hiểu ý cô Lanh không? Hiểu không ạ? Bao nhiêu các anh chị không... Ở trước đây mình cũng đã từng không nhảy qua một bãi phân chó thì giơ tay vẫy vẫy cái. Rất là xin lỗi các anh chị cần phải lấy cái hình ảnh này. Bởi vì sao mình phải lấy hình ảnh này? Bởi vì là như vậy ấy, thì cái vô thức của các anh chị nó mới thay đổi nhanh. Ai nói động chạm một tí thôi cảm thấy tổn thương thấy mồ à? Cảm thấy rất là tổn thương luôn ấy. Nhưng mà nếu như mình có một cái đích để đi, một cái nơi để đến trong hành trình cuộc đời này, thì có mà một vườn phân chó vẫn đi qua ngon. Các anh chị ạ, mình vẫn nhảy qua tốt, thoải mái. Và bởi vì trên hành trình cuộc đời này, chúng ta càng nhận được nhiều những cái lời từ chối thì ta càng thành công. Tổng thống của một đất nước phải nhận đến một nửa sự từ chối của dân số. Họ phải tranh từng phiếu một cơ mà các anh chị. Một nửa luôn ấy ạ. Thì họ mới đến được cái đích đấy chứ. Mình lại mong là mình hài lòng, làm hài lòng tất cả mọi người. Mình lại mong rằng tất cả mọi người đều ủng hộ mình. Không bao giờ có cái chuyện đấy cả. Nhưng tất cả cái này bởi vì bạn không có nơi nào để đi. Bạn không có đích đến trong cuộc đời này. Không có một tầm nhìn tích cực về tương lai. Nên bạn mới bị kẹt ở cái đống phân chó đấy. Và rồi bạn cứ ngửi nó từ năm này qua năm khác. Nên là nếu bạn không có vấn đề gì đó lớn lao để tập trung vào, thì bất cứ vấn đề gì nhỏ nhặt đều trở thành vấn đề lớn của bạn. Các anh chị comment cái tư duy của anh vừa mới đọc đi ạ. Nếu bạn không có bất cứ điều gì lớn lao để bạn tập trung vào, thì bất cứ cái điều gì nhỏ nhặt ấy, nó đều trở thành cái vấn đề rất lớn đối với bạn. Nên là tại sao con mình gặp nhiều cái vấn đề trong việc học như thế? Đơn giản bởi vì chẳng có cái đích đến gì trong việc học cả. Chẳng biết học để trở thành ai, chẳng biết học để làm gì, chẳng biết việc học này có tác dụng như thế nào, chẳng biết một năm nữa mình sẽ như thế nào, mình đứng thứ bao nhiêu của lớp, mọi người ngưỡng mộ mình như thế nào, mình giúp ích được những ai. Không biết 5 năm nữa mình ở đâu, mình làm gì, 5 năm nữa mình trở thành người như thế nào, hay vẫn sống một cuộc đời trắng ngắt như này. Không hề biết 10 năm nữa mình làm gì, mình ở đâu, mình là ai. 20 năm nữa, các anh chị biết không ạ, trong cái hành trình khóa học định hướng cuộc đời con, cô Lanh có một cái bản code cho các bạn. 1 năm nữa hãy nhìn thấy các con là ai và ở đâu.
một năm nữa nhá, hay là mình vẫn là một cái người vật vờ trong lớp, hay là lúc này mình đã đứng ở top 10 của lớp, mình là người tự giác học, mình là một người đầy giá trị rồi. 2 năm nữa hãy nhìn xem các con là ai, lúc này các con trở thành ai, lớp mấy, bao nhiêu tuổi rồi và mọi người đang ngưỡng mộ con như thế nào. 5 năm nữa nào, lúc này các con bao nhiêu tuổi, các con đang ở đâu, ở trường nào? Nếu bây giờ các con đang cấp 1 thì 5 năm nữa các con đang học cấp 2. Cấp 2 là trường nào? Học lớp mấy rồi? Nếu con đang cấp 2 thì cấp 3. Cấp 3 con học ở trường nào? Lớp mấy rồi? Nếu con đang học ở cấp 3, 5 năm nữa con học đại học. Con ở đại học nào? Ở trường nào? Con trở thành sinh viên như thế nào? 5 năm nữa. Sau đó con anh hỏi 10 năm nữa. 10 năm nữa hãy tưởng tượng các con là ai? Lúc này các con bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi? Ví dụ bây giờ con đang 10 tuổi, 10 năm nữa, wow, con nhìn thấy con 20 tuổi rồi cô Linh ạ. Đúng rồi, mà con đang ở đâu? Con là sinh viên. Ừ, sinh viên trường nào? Con đang đi du học cô Linh ạ. Du học ở đâu? Con du học ở bên Mỹ cô Linh ạ. Con nhìn thấy điều gì nữa? Trời ơi, con nhìn thấy rất là nhiều người Tây, nhiều bạn nói tiếng Anh giỏi lắm luôn ý. Con nhìn thấy con học như thế nào? Con học rất là xuất sắc. Con đang ngồi ở giảng đường. À không phải, con đang ngồi ở thư viện. Một thư viện rất là đẹp cô Linh ạ. À không phải, con đang ngồi ở bãi cỏ. Vậy con đang nhìn thấy con ngồi ở bãi cỏ. Trời ơi, bởi vì con hay nhìn thấy sinh viên nước ngoài họ ngồi ở bãi cỏ. Đúng rồi. Nhìn thấy cái điều đấy. 20 năm nữa. À, 10 năm nữa thì bạn ấy 20 tuổi. Các anh chị ạ. Nhìn thật rõ cái điều đấy. Còn có những bạn 10 năm nữa con ở đâu, lúc này con bao nhiêu tuổi? Các anh chị biết không? Ô, lúc này con 26 tuổi rồi cô Linh ơi. 26 tuổi bây giờ như thế nào? Nhìn thấy mình 26 tuổi chưa? Con nhìn thấy rồi. Nhìn thấy điều gì? Con đang nhìn thấy con làm việc ở một công ty công nghệ. Con nhìn thấy có rất nhiều người ngồi xung quanh con, nhưng mà con nhìn thấy con đứng ở đầu bàn họp. Hình như con là sếp ấy cô ạ. Nhưng mà 26 tuổi là sếp có sớm quá không cô? Không có điều gì là sớm cả. Con nhìn thấy gì nữa nào? Ô, con nhìn thấy con đang trình bày cái bản dự án thuyết trình của con. Con nhìn thấy mọi người như thế nào? Con nhìn thấy mọi người đang ngưỡng mộ con lắm cô ạ. Đúng rồi. Con hãy nhìn thấy cả công ty của con xem như thế nào nào. Nhìn thấy cái điều đấy, ôi con nhìn thấy con sướng ơi là sướng luôn ý. Con làm chủ một công ty công nghệ hoàn toàn được, 26 tuổi. Sau đấy thì con anh hỏi là 20 năm nữa lúc này thì bạn ở đâu? Lúc này bao nhiêu tuổi? 20 năm nữa bạn là ai? Bạn đang làm gì? Có những bạn nào, ôi lúc này con 36 tuổi rồi cô Linh ơi. 20 năm nữa mà 36 tuổi, bây giờ là 16. Thế cô Linh hỏi là 36 tuổi con đang làm gì? Như thế nào? Cô ơi, con đang lái một chiếc siêu xe cô ạ. Con đi làm. Con đang đi làm. Con đang đến công trường. Bởi vì con là kỹ sư. Cứ hình dung tưởng tượng ra như vậy. Các anh chị không thể nào biết được rằng khi mà các con có cái giấc mơ lớn lao của các con, cái tâm thức này này nó quan trọng lắm. Mình vẽ hết ở trong thì nó sẽ có ở bên ngoài. Bởi vì thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài. Mình không biết đi đến đâu, về đến đâu, nên là mình sống rất là rẻ tiền. Mình sống rất là vớ vẩn. Bởi vì mình không có một cái đích đến. Ví dụ nhá, nếu các anh chị chọn đích đến trở thành một người mẹ giàu có, thông thái, đấy là đích đến của các anh chị, trở thành một người mẹ thông thái, giàu có và thành công, thì các anh chị không thể nào mà đổ lỗi và than vãn được. Thì con các anh chị cũng không làm cái điều đấy luôn. Các anh chị cũng không nay cãi nhau với người này, mai bực với người kia. Bởi vì có một cái đích lớn trong cuộc đời này của chúng ta, để trở thành hình mẫu của con. Nên là tại sao mà bây giờ mình sống bị rẻ, mình làm những cái việc vớ vẩn. Các con cũng thế. Vì các con không biết mình đi đến đâu trong cuộc đời này. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Linh đạt được nút vàng YouTube nhé.